Tổng thống Pháp tiếp tục kêu gọi Israel triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài tại Gaza. Pháp cho biết ưu tiên hàng đầu là giải phóng toàn bộ các con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ. Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron ngày 27 tháng 12 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để trao đổi về tình hình Gaza. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Macron đã tái khẳng định sự ủng hộ về an ninh đối với Israel sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas ngày 7 tháng 10, đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu của Pháp là giải phóng toàn bộ các con tin còn lại đang bị Hamas giam giữ. Người đứng đầu nước Pháp cũng đặc biệt bày tỏ lo ngại về số nạn nhân là dân thường tại giải Gaza đang ngày càng tăng lên và thảm họa nhân đạo trầm trọng đang diễn ra tại khu vực này. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cũng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo trước những thương tích khủng khiếp, nạn đói và nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng mà người dân Gaza đang phải gánh chịu. Tổng thống Pháp Macron tiếp tục khuyến nghị Thủ tướng Israel Netanyahu về việc cần phải bảo vệ dân thường và thực hiện cứu trợ khẩn cấp cho khu vực Gaza, cũng như sự cần thiết phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài. Để đạt mục tiêu trên, Israel cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt bạo lực do một số người định cư Israel gây ra đối với thường dân Palestine, cũng như hủy bỏ các dự án liên quan đến việc xây dựng các khu định cư mới ở bờ Tây. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước là phương án khả thi duy nhất để đảm bảo an ninh lâu dài cho Israel và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân Palestine. Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Pháp cũng cho biết thêm, trong những ngày tới, Pháp sẽ phối hợp với Jordani để thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Gaza. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảm ơn sự hỗ trợ của Pháp trong việc duy trì quyền tự do hàng hải tại biển Địa Trung Hải và đề nghị của Pháp về việc khôi phục an ninh dọc biên giới giữa Israel và Liban.